Xin chào các anh chị và các bạn. Chúng ta gặp nhau ở phần 28 của chương trình học tiếng Hoa qua những bài văn ngắn. Chủ đề của cái phần 28 này là Hải Xiang. Zuo zai Bing Shan, lai dao Ai Er Lan. Hải Xiang là hải tượng hoặc là con voi biển. Zuo zai Bing Shan, ngồi trên cái tảng băng trôi, tảng băng lớn mà nó trôi được gọi là Bing Shan. Lai dao Ai Er Lan là đã đến được Ái Nhĩ Lan Iceland á. Sau đây xin mời mọi người nghe mình đọc trước một lần nhé. 3月14日, 一头海象来到了埃尔兰. 这是17年里, 人们第一次在埃尔兰看到海象. 它可能是在一块冰山上睡觉, 坐在冰山上来到了这里. 人们说, 海象不用护照就来了爱尔兰旅行. 看到这头海象的爱尔兰人Eslin说, 他看起来很累, 也不知道这是哪里. Vừa rồi mọi người nghe và hiểu được nhiều không ạ? Bây giờ mình tiến hành giải thích cho mọi người nghe nhé. 3月14日 là vào ngày 14 tháng 3. 一头海象, thổ đây là lượng từ. 一头海象 là một con hải tượng hoặc là một con voi biển. Thổ này là lượng từ, ví dụ con trâu, con bò cũng được. 一头鸟, 一头水鸟 là một con trâu. 一头黄鸟 là một con bò. Còn 一头鸟 là con bò, con trâu nói chung. Rồi 一头海象 là một con hải tượng. Lại to là Ai Lạc là đã đến Ái Nhĩ Lan. 这是17年里, đây là trong 17 năm qua. 17年里 là trong 17 năm. Rỉnh minh ti dĩ sơ, mọi người lần đầu tiên. Rỉnh minh ti dĩ sơ, trai Ai Lạc khăn to hải xiang, lần đầu tiên sao nào nhìn thấy hải tượng ở Ái Nhĩ Lan. Rỉnh minh ti dĩ sơ, trai Ai Er Lãn rồi mới khăn to hải xiang, ở đâu mới làm gì. Ti dĩ sơ trai Ai Er Lãn khăn to hải xiang. Tha khở nẫn sư trai dĩ khoai biên sanh sang suy treo. Tha khở nẫn là chỉ sự dự đoán của mình. Có thể nó sao nào. Trai dĩ khoai biên sanh sang suy treo, ngủ ở trên một cái tảng băng. Khở nẫn trai dĩ khoai biên sanh sang, rồi mới suy treo, ngủ trong một tảng băng. Rồi cho trai biên sanh sang lại to là trở lì, và nó ngồi trên cái tảng băng nó đến đây, có nghĩa là tảng băng nó ngủ quên rồi, tảng băng nó trôi từ từ đến Ái Nhĩ Lan thôi. Rỉnh mình số, người ta nói hoặc là mọi người nói, hải xiang bù dung khu trò, con hải tượng này hoặc là con voi biển này không cần đến hộ chiếu. Bù dung khu trò chiêu lại Ai Er Lãn lưu xiển, thì đã đến Ái Nhĩ Lan để du lịch, đến du lịch Ái Nhĩ Lan. Khăn to trơ thổ hải xiang tờ Ai Er Lãn rỉnh. Khăn to trơ thổ hải xiang tờ Ai Er Lãn rỉnh Eslin số. Như vậy là chị Eslin thầy đoán là tên của người phụ nữ thôi. Người Ái Nhĩ Lan, khi trông thấy cái con hải tượng này đã nói, khăn to trơ thổ hải xiang tờ Ai Er Lãn rỉnh Eslin số. Tha khăn xì lại, trong nó khăn xì lại là chỉ sự dự đoán khi mà mình quan sát điều gì. Mình đoán là khăn xì lại là xem ra nó hình lê là rất mệt. Tha khăn xì lại hình lê dè bu trí to trơ lì sơ nả lì, và cũng không biết nơi đây là nơi nào nữa, tức là nhìn cái mặt nó kiểu giáo giác nhìn xung quanh mà nó không biết đây là đâu, cũng nghĩ như vậy thôi. Và sau đây mình đọc lại một lần nữa cho mọi người nghe nhé. 3月14日, 一头海象来到了爱尔兰. 这是17年里, 人们第一次在爱尔兰看到海象. 它可能是在一块冰山上睡觉, 坐在 冰山上来到了这里。人们说，海象不用护照就来爱尔兰旅行。
看到这头海象的爱尔兰人 Aislinn 说，他看起来很累，也不知道这是哪里。Và đến đây thì mình xin kết thúc phần 28 của chương trình học tiếng Hoa qua những bài văn ngắn. Chúc mọi người học thật là vui và hiệu quả. Nhớ đăng ký nếu như mọi người chưa đăng ký và cho thầy một like để thầy post các YouTube lên cho nó nhanh. Xin cảm ơn mọi người.